Xin chào mọi người. Cũng đã lâu rồi mình chưa có dịp làm video nào để mọi người xem. Mình cũng chưa có thời gian nhiều để câu cá từ đầu năm tới giờ, là hôm nay là lần đầu tiên trong năm mới được đi câu cá lại. Sẵn đây là cái mùa cá Silver Bass. Mình đi câu ở Windsor, cho nên là mình hôm nay cố gắng thành đầu đi thiệt sớm để chạy tốt như đó, thời gian dự kiến lái xe phải chừng 3 tiếng rưỡi, để gặp một số anh em trong hội câu cá ở Windsor, phải đi câu chung với họ. Thì hôm nay là một ngày trải nghiệm rất là tuyệt vời, cũng lâu lắm rồi mình chưa biết cầm cần như thế nào luôn, chắc quên biết móc mồi như thế nào luôn. Bây giờ mình đang trên đường đi, hy vọng là hôm nay sẽ đạt thành tích xuất sắc, là câu được nhiều cá. Hôm nay cũng có cá cũng sao, biết là đi câu là vui rồi. Ok, cảm mọi người ở trong câu và trên đường đi mình sẽ quay những chỗ nào mà đi tới đâu và nghỉ ngơi như thế nào. Thời gian dự kiến nó lái xe rất là xa, trong 3 tiếng mấy đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ là xa lắm, cho nên sẽ có những chỗ phút nghỉ trong đường để lao rest time. Ok, chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những chỗ trạm dừng chân kế tiếp nha. Thank you. Hello mọi người, mình đã tới trạm dừng chân trên highway. Nãy giờ lái tiếng cũng 2 giờ rưỡi, giờ tới gần 4 giờ mấy, 4 rưỡi à, 2 tiếng rồi. Bây giờ là nghỉ ngơi tí, break time, washroom, rồi xong mới đi tiếp. Cắn teo. Trong đây là có cà phê, đổ xăng, thuốc lá, bia thì chắc có bán cái đồ ăn, mà chắc giờ này khuya không ai đóng cửa, mới chưa được mới dựng cái này được không. Được. Có tìm hết tiền mở cửa hả? Rưỡi sáng không gai. Dạ, đi vệ sinh. Các bạn mọi người, đi tới lại cái nhà. Hello mọi người, mình đã tới chỗ câu rồi. Vừa mới đậu xe. Đây. Xa các bạn thấy cái nhiều trailer đậu không? Đó là bãi xuống tàu. Một tí nữa là sẽ đi câu ngoài đó. Bây giờ đang đợi đồng bọn tới. Mặt trời vừa mới mọc lên kìa. Đâu rồi, mặt trời đâu rồi? Yeah, okay.
mình đợi mọi người tới mình đi. Hôm nay đi cao tàu nha mọi người. Cái áo này không? Đứng không? À, cái chừng đó trên lái hả? Ờ. Quay ngang vào cái kia đó đó. À, thì cái tàu quay ngang vào bên đó đó. Nó nằm ngồi cũng nằm trong, nó nằm ngang vậy. Thank you.
Giang hồ đi làm không yên hả? Thả cho nó trôi xuống khúc nữa. Nước khúc này nó trong ghê luôn. Không được nhiều vòng bữa em không biết. Ừ. Nói cho đầu
Cái chỗ con chim này đâu nó bởi vậy mới nhìn từ hai thằng đây sao xíu bởi vậy mới nhìn từ Canada thấy cá bên Mỹ lần á. Thôi câu chi có chỗ để đâu, chị hai nói nha, không phải anh nói ạ. Hai ông Vinh nó bắt
Dựa mà mày cũng ăn là mày hết cứu rồi đó. Nó giờ nó ăn là đỡ chỗ ngồi á. Dục lay queo quá hai. Được lay queo cho nó rộng, lay queo cũng còn rộng lắm, thấy vậy á. Ai kéo vừa vừa thôi. Kéo quá thấy cá đâu rồi. Ơi, tao thả đi. Hả? Nhỏ. Nó sang. Nhỏ chiên giòn ngon lắm á. Cũng phải nhỏ lắm đâu. Người là muốn ăn á. Bữa nay anh Tuấn có rảnh, anh Tuấn rảnh làm không? Hai cho cuối tuần để làm. Rụng cái đuôi à, làm gì rụng cái đuôi hai em ngắt bỏ vậy? Bỏ mà. Đó, chắc không bỏ đi, cái nhờ cái đuôi á. Thì cái đuôi nó rớt hết rồi, tôi sẽ rút đâu. Đâu, đó là đâu bị dính đâu. Cái cần này nữa. Thì quay từ từ. Ôi rồi, bứt dây luôn rồi, sao vậy? Thì bứt cái dây luôn vậy. Chị dỡ cái gần lên cái dây về trên. Ủa? Để xây bứt cái dây luôn là sao vậy? Là sao vậy? Ở anh câu cần em đi, em không câu nữa em hơi mệt. Anh cột cho. Nó chiều cột em hơi mệt. Trời ơi. Câu một tí nó về mà em hơi mệt. Đắt. Sao vậy? Đứt ngang luôn rồi. Đứt ngang cái chỗ mới luôn á. Đây cần em. Mới đấy. Năm 11 giờ kém 5. Ok, 10 phút nữa đi. Yeah. Ok. À, cái thằng tàu đỏ kia mới chạy ngang đó. Dậy rồi. Ui sao cây rồi. Cái sóng nó chạy rồi.
lâu cũng vậy, ăn đủ rồi. Đây nó làm sẵn vừa quá tối mưa mà giống giờ 7-8 giờ nha bây giờ. Chim nó đáp trước kia cả đó. Kéo cái này không cá nào chịu nổi. Em với hai chở em về trước cho lẹ.
tầm 12:30 mà lên tàu okay. Một xíu mà hai okay. Đậu tà đậu xe bên kia Vinh về nhà ha, là ở đây thì bắt cá đưa cho nó luôn, đi về nhà mình chơi chị chiều đi. Đổ ra chụp nó mới nhiều. Ờ, Vinh không có làm con mồi thiệt hả? Làm con mồi thiệt, con mồi giả đó, nó chạy thôi. Sảy à. Cái đó là ô đây mà. Chơi sợ gì không dài ha. Trên tàu em có cua lớn. Ờ nấu trên xe. Có, còn cá trên đó. Chiều hẹn chiều gặp lại. Ok mọi người, chiều gặp lại. Về nghỉ ngơi tí đây, kéo bỏ tay quá. Không. Mua cua lờ đi, giờ chỉ câu chơi ăn chơi thôi chứ câu gì nữa. Đẹp quá bà con ơi, cá. Này nhóc. Em lấy đá bỏ cá tiếp đi. 7 giờ tới 11 giờ rưỡi. Chờ 4 tiếng đây hả? Cái lúc mình ăn thua khúc cuối á, cái mình câu khúc cuối với khúc đầu mình đâu có câu được đâu. Đúng rồi, khúc đầu không có gì.
Nuôi cá nữa. Hết mì nồi nữa ha. Chiều nay không câu hết hai mì nồi tại vì không câu mồi giả. Ui giả nhiều. Không kia nữa mà con cắt đi chà tụt rồi. Con không mới nồi nữa mà. Con không mới nồi đó nữa. Coi nó cái chết ăn hai hết chết đi. Ấy nước vô cho nó. Trời ơi chết rồi. Chết rồi thấy chưa? Trời ơi. Hai này kia thật dễ. Nãy em tưởng là biết chứ. Quên anh đâu quên đi, anh biết mà anh quên đi. Mình không biết là ông quên. Mày chạy nữa đi con. Chạy nữa đi. Chạy nữa đâu mà chạy. Ăn mấy kia chạy. Cái lưỡi bị gì nãy giờ chừng ba phát chưa chụp. Cái lưỡi nó bị cũ á. Bị nhộ quá. Giờ học ngày 2 cái lưỡi nó cũ á. Sau lưng em có con cá chạy ra. Này thì cắn câu anh này. Đó. Được.
Biết mà anh quên ví dụ cái thùng mình nồi đóng nắp lại đi. Lấy đem theo mấy cái thùng vậy? Một. 2, 3, 4, 5, 5 cái thùng, 10 con 6 cái chứ. Đấy 10 con nữa. Hơn rồi, cái trái của mình trên đó là ta 20 con nữa. Ồ, dưới đây là nãy em đếm cho là 30 con trước khi chín thôi. Mà hơn mà cá bự bự không á. Cá để này là 20 con rồi, một cua rồi đó. Một cái keo rồi đó. Cần như vội ha, cần như vội tất tử. Con nào cũng lấy con bông bự luôn, nó nặng luôn á. Nó phải dẫn chơi luôn á. Chắc cỡ này không mọi người, đã không? Con đó là chưa con này cái đực này chảy sữa nè. Vô nó kìa. Mày lấy thùng mới. Câu anh là con giá
dám cắn. Không có đợi đâu, không có đợi lâu đâu à. Đấy, cái này thôi. Dễ chân anh. Thấy chưa? Đá sai này mau đầy à. Con thì chậm thiệt mà nó mau, nó con mới bự. Mưa tới 9 giờ lận. Sao tạnh được? Có 5 giờ. Hết chỗ để rồi. Có khẽ đi con. Đây con. Con này con lấy đầy nó khỏe. Chỉ cho đứng chạy nó chạy khỏe ghê. Con nữa. Con này từ từ đang ăn. Câu ăn cũng dám cắn.
hậu cá cho mấy đứa. Này mới gọi là câu cá nè. Cái này mới gọi là câu cá nè, hai cho mấy đứa. Kéo cá, kéo cá. À, với hai cho nuôi cá. Chứ hai lần quá. Nhỏ quá, nhỏ quá. Nó dài, nó dài. Chúng ta là mở. Mình cũng nuôi cá vậy. Đi đi câu cá đây là đi câu cá nha, không đi câu cá ăn nha. Đi kéo cá trong cái câu. Chạy đi đâu đó. Hay dạ, xúc lưỡi kìa. Chạy đi luôn. Đứt lưỡi luôn. Không, không, rớt ra thôi. Lưỡi nhỏ quá. Sao vậy? Dính mép. Tụt. Nói nghe nói giỏi lắm hả? Chạy đi đâu. Con có những số dẫn lớn vậy. Chạy hả mắm. Câu ăn cũng dám ăn. Câu ăn mà cũng dám ăn là gian lắm rồi. Mày nữa hả tuổi. Nữa là quê lắm đó nha. Chạy nữa là quê lắm đó nha. chưa hả? Sẵn nữa là quê lắm đó nha. Không dính mới quê chứ mà sẵn không quê, sẵn là thường à. Tao giờ nó ăn sâu dữ ha. Thank you.
Yo yo yo. Không say không về. Chạy mà, nó đang chạy mà ha. Chạy đâu? Nó thấy vậy sao nó chạy? Chạy gì? Mở lên, mở lên đi, nó đang chạy. Nó ở dưới á. Vậy nó ô rồi. Không, vừa ô rồi, nãy không có ai mở coi gì vậy? Ai mới mở lại. Cái này nhé. Cũng đầy á. Được bay từ rồi cái gì vậy đâu con mồi của tôi. Thấy cái lưỡi bự bự đó. Giờ làm lưỡi nó hết giờ rồi. Ờ đó em nghĩ bữa khác, khác rồi cho cái lưỡi bự bự vô. Em có lưỡi bự nhưng mà vừa làm lưỡi nó hết giờ rồi. Ô tô chi vậy? Hả? Bấm on nó, đừng bấm ô tô. On nó không lên đó mà, ô tô nó lên đó này. Hả? On lên nó không lên mà. Okay.
cá hơi nhiều. Lại nuôi cá nữa à? Rồi cuối tuần rồi không ai thèm hỏi mình nữa đâu.
nữa. Yeah. OK. 20 phút nữa chạy ha. Đó, tụi bay ăn ơi, trong vòng 20 phút này tụi bay không ăn là tao không cho tụi bay ăn nữa. Bây giờ là một người dụ hai người thả ha. Thank you.
vô nữa rồi. Châu anh cũng dám cắn. Quá đã. Yeah. Người ngồi đây ngồi mát lên mát vàng. Oh, bay yên là dính thật.
ăn kìa. Hai phải nổ, kéo cá là phải thế này. Kéo là không có sảy. Kéo là không có sảy. Rớt rồi. Xong rồi. Đó bự giờ mấy con sau này nó nhỏ nhỏ lại. Con em cả đông người giờ cũng nó bay ra ngoài luôn. Cái mình nồi mình nó trôi cho nó xuống là xa là thấy rồi ghê ha, từ xa mà thấy mình nồi mình nó trôi nó thấy ghê thiệt. Mình còn lấy sim nữa à? Con
về. Oh, then I remind people safety away the weekend. Cái cầu Mỹ mới phải không? Yeah. Cái new bridge phải không? Câu cái nó đang warning đó. Ừ. Được câu đó thôi. Không thấy người này để nó xét xử. Nhưng mà mình câu đây được mà. Ở dưới đây mình có. Đâu mình đừng mình câu bên ở trên kia cũng được nhưng mà đừng có chạy qua cái cầu đó thôi. Nó không cho chạy qua luôn hả anh, hay là mình chạy qua mình từ từ. Qua bên giữa thì ok, đừng có vô cái chỗ nó làm thôi. Mà đâu cần rồi đó. Đâu anh cũng dám cắt. Ui bự. Từng second cho 2 tiếng phút đó. Từng giây á. Sáng mai bảo đảm mà câu đầy. Trên đời này không có gì mà gọi là bảo đảm.
cũng là có thể bảo đảm. Vô là em. Ở bên đây rồi. Thấy thế. Cái này nó tới hả? 50 rồi. Cũng công thôi. Mình chắc chắn rứt sau đêm luôn á. Làm gì thôi. Phút 90. Đâu thì phụ không? Rồi, từ đây. Qua giờ mỗi chưa, tay. Giờ chưa? Ok, từ đây. Okay. 5 phút nữa, chơi luôn. 5 giờ, giờ 6 giờ. 6 giờ tới lên 7 giờ. Phút 90 bù giờ. Nghe tới phút, còn 4 phút nữa. Chạy đi. Chạy chù. Chạy mà chạy chù nè. Chạy con không được chạy chù. Nó không rớt xuống nước luôn. Nước giăng tùm lum. Năm phút phụ dắt một heo này để cho con. Còn không lấy. Lấy
chục con à. Một héo. Không có chỗ để. Câu ăn cũng dám ăn. Nó nói là phải như em biết em bán thịt sợ em bán thịt lợn. Giống đâu cũng đâu chạy ra qua mặt thôi, nó quất cái thịt lợn. Tư phục xe để làm gì? Tư nhúng. Để con cá đi con, để đấy. Ông ăn cho chó ăn á. Ông ăn cho chó. Ăn cũng dám ăn. Hôm nay có đường rồi đó. Mỗi người con ăn được câu hai con rồi. Sưa đó đầy chưa? Chưa, mới ai thôi, sáu mấy con kìa. Nửa xô. Trời, sáu mấy con rồi, nửa xô ghê ha. Hai con dở quá, hai con giỏi, đầy xô đó luôn đi. Nè, ôi da, dạ, hai anh em mình rồi. Hả? Biết hai anh em mình mà em giật, anh cũng giật luôn. Ôi shit, rồi cú cầm đi về đó. Cú cầm đi về đó. Mình cũng giật luôn hả? Ừ. Thôi cắt luôn, cú cầm đi về đó. Sáng quá. Gỡ xong nó hết giờ luôn á. Hết rồi luôn rồi. Mấy cái đồ chặt này.
lấy múc cái xô nước mới á thôi. Rồi rồi múc mấy cái thì bỏ qua rồi đổ xô nước cũ rồi là về. Anh gỡ vô ra luôn đi. Ôi, chị coi rồi, nè. Ôi, bay kèm thôi. Về cũng khó rồi nha. Ở chơi kiểu này sao tao dễ, tụi bay không có được. Quá, có người bị kẹt. Bước bỏ lại đi. Đó vậy, đi chen luôn phải không? Gì nữa mình đập rớt á, mình rớt vô hồn cá. Ồ. Bởi vậy mình thấy đây mình lượm đây nè. Trong hồn cá, một con mồi, một cái con cục gì. Nãy mình thấy đây mình lượm. Tại chị này em đổ em biết mà. Mình xin đôi nữa đúng không? Tại sao giúp mình của mình nhé. Rồi, kết thúc một ngày. Ok, thôi, dọn dẹp. Wow, 1 tiếng 6 phút. Ok mọi người, tổng chào, hẹn gặp lại mọi người ở những clip câu cá tiếp theo. Bây giờ mọi chuẩn bị dọn dẹp về. Chiều trời chiều đổ mưa rồi. Bye bye mọi người nha. Bye anh ơi. Anh Hoàng. Anh Vinh. Anh Vinh. Cái gì đâu thấy không có đăng gì luôn. Rồi dọn bye bye mọi người nha. Thanks for watching. Like, subscribe, okay? Thank you. Đây, round 2 từ lúc 3 giờ hả? 3 giờ cho tới 6 giờ. Được 5 thùng. Cho hết 1 thùng rồi, còn 4 thùng. Chắc cũng được gần 100 con á. Đó đã. Còn nào nó...